ở bệnh viện chúng tôi thì có làm kỹ thuật nuôi trứng non IVF, nhưng mà chúng tôi không áp dụng thường xuyên. Khi mà chúng tôi chọc hút trứng ra, thấy có trứng non, chúng tôi sẽ nuôi để trưởng thành trứng, để trứng thì chúng tôi sẽ tiếp tục làm thụ tinh ống nghiệm ngay trong chu kỳ đó, và có thể là đông cái phôi lại hoặc là chuyển phôi ngay trong chu kỳ đó. Còn khi nào thì cần làm kỹ thuật là IVF thì tức là sẽ có rất nhiều chỉ định trong IVF. Giả sử như có những cái người mà làm quá kích buồng trứng rất nhiều, chúng ta có thể lấy nuôi để làm những cái lấy những trứng đó để làm IVF để nuôi trứng ở bên ngoài. Bệnh viện Tâm Anh thì chúng tôi vẫn quan điểm là nên làm những cái trứng đã trưởng thành rồi thì có cho tỷ lệ thành công cao hơn, trừ những trường hợp bắt buộc phải làm kỹ thuật IVF thì chúng tôi mới làm.